Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người tựa game Internet and Gaming Cafe chơi trên nền tảng Crazy Game. Cốt truyện của tựa game này khá đơn giản. Bạn sẽ vào vai một anh chàng hoặc cô nàng làm chủ một quán net trên một con phố sầm uất. Nhiệm vụ của bạn đó chính là xây dựng sao cho quán net trở nên thành đạt, mua những đồ dùng cần thiết để mở rộng quán net. Ở màn hình chính, bạn có thể đọc hướng dẫn chơi game How to Play và những hướng dẫn cơ bản nhất dành cho người mới bắt đầu. Và đó là tất cả những thông tin cơ bản nhất mà chúng ta cần biết về tựa game Internet and Gaming Cafe. Bây giờ, mình sẽ bắt đầu xây dựng quán cà phê của riêng mình. Các bạn có thể thấy rằng chúng ta đang ở một khu phố khá sầm uất. Đây là bảng trạng thái của quán cà phê. Hàng đầu tiên đó là nhiệt độ của phòng. Hàng thứ hai đó chính là mức độ đông đúc của cửa phòng, cửa hàng. Và hàng thứ ba đó chính là mức độ sạch sẽ của cửa hàng quán net. Nếu mà mình có một quán net như này ngoài đời thì rất là tuyệt vời. Ở đây là máy tính của admin. Thì như các bạn đi ngoài net các bạn cũng có thể thấy, thì thường thì admin sẽ ngồi một chỗ và bắt đầu điều khiển các máy tính trong cửa hàng quán net. Ở đây là ký hiệu lưu trữ thông tin, lưu tiến độ game. Đây là setting để cài đặt một số thông số của game như là âm thanh hoặc là độ nhạy của chuột. Ở đây là cafe shop. Đây là nơi quản lý các máy tính mà các bạn có ở trong quán net. Tí nữa chúng ta sẽ đào sâu hơn về cafe shop. Đây là nơi mua bán máy tính như là ghế này. Đây là bàn, đây là ghế, đây là bàn phím, chuột, vân vân. Đây là mua các vật dụng trang trí cửa hàng và mở rộng quán như là sàn, đây là tường, còn đây là ceiling, đây là trần. Tiếp theo là how to play. Thì như mình đã nói ở menu chính thì đây là hướng dẫn chơi game. Các bạn có thể thấy một thông báo tiền điện của bạn sẽ bị cắt trong mười mấy giây nữa. Đi đến máy tính của admin để trả thì các bạn có thể vào đây Electricity Bill và ấn vào Pay để trả tiền điện để chúng ta không bị cắt điện. Funding ở đây là chính là lấy tiền thông qua việc xem quảng cáo. Chúng ta đã có 5.000. Game Store ở đây đó chính là cửa hàng game nơi các bạn có thể xem, mua những tựa game. Và đương nhiên tựa game này chúng ta không chơi được. Chúng ta có thể kéo xuống để xem các tựa game mà mình muốn mua. Đây là mở hoặc đóng cửa hàng, phục vụ cho sửa cửa hàng mà chúng ta mong muốn. Ấn phím cách để thoát khỏi máy tính admin. Và
Và đó là sơ lược những thứ mà chúng ta cần bắt đầu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện xây dựng một bộ máy tính trong cửa hàng. Thì mọi người có thể thấy ở đây là khu vực chuyển đồ. Đây là những cái thùng mà game đã cho sẵn cho chúng ta. Ấn E để mở. Giữ chuột trái để đặt. Giữ phím Q để quay trái. E để quay phải. Quay sao cho đẹp nhất và đặt vào nơi ta muốn. Khi đã đặt vào vị trí ta muốn rồi, chúng ta ấn F để đặt bàn. Tương tự với những đồ vật khác. Đây là đặt cây của máy tính. F. Đây là ghế. Như các bạn có thể thấy, khi chúng ta vừa đặt bàn, nó hiện lên một cái bảng thông báo và một cái bàn đầy đủ bao gồm màn hình, cây máy tính, chuột, bàn phím và ghế. Ở đây chúng ta đã có cây máy tính và ghế rồi. Tiếp theo là cần một cái bàn phím. Các bạn có thể thấy thì nó đang thông báo là điện sắp cắt, nhưng chúng ta vẫn chưa cần điện lắm. Nhưng mà nó hơi ồn, cho nên là chúng ta sẽ đây là con chuột. Và thế là chúng ta đã có được một bộ bàn phím, một bộ máy đầy đủ. Thế các bạn có thể thấy thì tình trạng của phòng nó là hơi nóng này, đông không quá đông đúc và rất là sạch sẽ. Bây giờ có một người vừa vào phòng và ngồi vào máy. Ở đây nó có thông báo là cần request. Thì chúng ta ấn vào đây. Accept. Nhiệm vụ tiếp theo đó chính là đi mua đồ. Thì chúng ta sẽ cần một cái bàn. Trước tiên thì chúng ta sẽ mua những cái loại bàn rẻ một chút. Bởi vì chúng ta có 15.000 mà. Như các bạn vừa thấy thì sau khi dùng xong máy tính, khách hàng sẽ đi ra phía bàn admin. Và chúng ta nhiệm vụ đó là nhận tiền thôi. Chúng ta vừa đặt cái bàn thì nó đã đến rồi. Ok, bàn. Thank you.
chúng ta sẽ dựa vào quá trình thôi. Dựa vào thông báo để làm việc. Ok, vậy là đã set up xong 3 cái bản. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải trả tiền điện chăng? Không. Tôi sẽ đi nhớ game đi. Sự lựa chọn, hoặc là bây giờ vào Amazon và Amazon bận quá, vào Amazon mua cái máy hút bụi, hoặc là chúng ta có thể mua luôn robot cleaner cũng được. Ở đây chắc là mình sẽ mua cái con robot này cho nó tiện lợi. Thank you.
Có thể mua một cái máy chơi. Tiếp theo thì mọi người có thể thấy là cái thông số này là thông số khi mà có quá nhiều người và phòng hơi hôi nữa, nên chúng ta có thể mua cái sẽ mua một cái gì đó nó đẹp xíu. Những gì bạn cần biết về tựa game gaming and whatever. Chúc các bạn may mắn và xây dựng một quán net của riêng mình. Còn tôi thì có lẽ tôi sẽ phải xây dựng thêm một lúc để cho quán thật là đẹp. Wow, chúc một ngày tốt lành. Bye bye.